Đây là một dãy các cái chậu mình đã trồng hơn một năm rồi mọi người. Các cái chậu lan đây mình trồng khoảng một năm rồi đó. Có những chậu thì một năm rưỡi rồi. Như cái chậu này thì là một năm rưỡi, gần 2 năm rồi mọi người. Đó, đây là các cái cây nhẹn nha mọi người. Cây nhẹn rất là to. Thì khi mà lên chậu gỗ mọi người thấy không? Toàn bộ cái hệ rễ của nó thoáng gió. Gió nó có thể luồn qua các cái khe của chậu gỗ để đi vào trong giá thể, thì cái rễ nó sẽ thở được nha mọi người. Đồng thời cái bộ rễ của cây nó quấn vô trong cái gỗ, nhìn nó sẽ rất là đẹp mắt. Và mọi người xem cái chất gỗ này, sau gần 2 năm trồng thì cái chất gỗ nó vẫn còn nguyên si, mọi người thấy không? Đó, nguyên si và cái độ bền gỗ rất là tốt nha mọi người. Đó, đó là về cái chậu bên mình. Mọi người xem, trồng cái nen nó thoáng như này thì các cái cặn bẩn của phân bón dư thừa này, cái giá thể nó bị mục vữa này, thì nó sẽ thông qua các cái lỗ này nó thoát ra ngoài hết, nên đảm bảo cái cây của mình nó sẽ khỏe hơn. Đó, đối với những cái trưởng thành nha, chăm trong chậu gỗ là tuyệt vời hơn so với các loại chậu khác và các loại giá thể khác rất là nhiều nha mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Lan Rừng của Phương. Thì ở trong livestream hồi tối hôm qua thì mình có hứa với mọi người là mình sẽ tổ chức chương trình khuyến mãi chậu gỗ. Bên mình sẽ free ship từ 3 chậu gỗ trở lên nha mọi người. Cứ một đơn hàng từ 3 chậu gỗ thì bên mình sẽ free ship tận nhà, và chỉ tính tiền chậu thôi, không tính tiền ship nha mọi người. Thì cái chương trình khuyến mãi này mình sẽ áp dụng trong vòng 5 ngày, từ ngày 14 tháng 11 cho tới ngày 19 tháng 11 nha mọi người. Đó, mọi người sẽ được miễn phí vận chuyển từ 3 chậu gỗ trở lên. Rồi, ở đây là các cái chậu gỗ, và hôm nay là đầy đủ tất cả các cỡ chậu để mọi người có thể mua nha mọi người. Tất nhiên là các cỡ to bên mình là luôn luôn là làm không kịp để bán, nên là số lượng nó không có nhiều. Thì chậu nhỏ thì lúc này nó sẽ có dư hơn. Rồi bây giờ mình sẽ giới thiệu từng size, từng mẫu chậu để mọi người có thể tiện xem và theo dõi. Mọi người thích xem cái chậu nào mọi người có thể đặt mua. Đây, bên mình nó sẽ có hai cái mẫu là mẫu sen và mẫu bí nha mọi người. Đây. Đó, mẫu chậu sen và mẫu chậu bí. Mẫu chậu sen á thì cái miệng nó sẽ xòe ra như bên tay phải mình đây. Đây là mẫu chậu sen. Còn mẫu chậu bí thì là cái chậu nó sẽ ôm tròn như này. Đó, thì gọi là chậu bí nha mọi người. À, chậu sen thì giá nó sẽ chân hơn so với chậu bí là 10.000 một chậu với cùng một kích thước. Chậu như chậu sen 25 mình đang cầm trên tay là 120.000, chậu bí 25 là 110.000. Đó. Riêng chậu bí mình chỉ làm hai size là chậu 25 và chậu 30 nha mọi người. Riêng chậu bí thì mình chỉ làm hai size là chậu 25 và chậu 30. Đó, bởi vì cái mẫu chậu ôm tròn như này mọi người, khi mà làm lên chậu to nó sẽ không có đẹp. Đó, chậu to thì phải là chậu sen mới đẹp. Còn chậu bí chúng ta cứ làm nhỏ nhỏ gọn gọn như này thì nó mới đẹp thôi. Nên là mình chậu bí riêng bên bí bên mình chỉ hai size, chậu 25 là 101 và chậu 30 là 135.000 nha mọi người. Rồi, đó là đó về mẫu chậu. Tất cả các chậu bên mình nha mọi người, toàn bộ 100% đều bằng khung inox nha mọi người. Mọi người có thể xem đây, bên mình làm toàn bộ 100% từ khung gọng cho tới khung đáy. Đó. Đó mọi người thấy không? Làm bằng inox nên là toàn bộ cái bọc gọng này mọi người mình cũng làm trong suốt. Đó, nhìn nó trông nó sẽ chậu nó sẽ đẹp hơn, thẩm mỹ hơn, nó đơn giản nhưng mà nó lại rất là đẹp. Rồi tiếp tới thì mình sẽ giới thiệu đến chậu sen. Chậu sen thì mọi người có thể đặt từ chậu nhỏ tới chậu to, đầy đủ tất cả các size. Và cái mẫu sen là cái mẫu mà mình thấy là được khách hàng ưa chuộng hơn. Đây, như những cái chậu to đây, đây là chậu to nhất bên mình, là chậu sen 50 mọi người ạ. Đó, 50 là cái thước to nhất. 50 tức là cái đường kính này mọi người là 50 cm. Đó, từ cái vòng inox này tới vòng inox bên này là 50 cm nha mọi người. Đó, các cái chậu to thì bên mình sẽ có 4 vòng đai nha, để đảm bảo cái độ vững của cái chậu. Đó, nen cũng sẽ làm lớn hơn và đáy nó nhiều than hơn và có cái đĩa tròn ở phần đáy. Đó, đó là một chậu to. Tí nữa mình sẽ báo giá một loạt từ chậu nhỏ tới chậu to nha. Tất cả các video của mình bán chậu đều công khai giá nha mọi người. Rồi, chậu 25 là 120.000, to hơn chậu 25 này mọi người. Đó, là sẽ tới chậu 30. Chậu 30 là 145.000 nha mọi người. Đó, chậu 30 là 145.000. Đó, cái chậu to hơn thì nó sẽ cao hơn nha mọi người. Đó, cái chiều cao nó cao hơn. Đó, và cái độ rộng rộng hơn. Nên cái chậu nó rất là cân đối và rất là đẹp. Đó, to hơn chậu 30 sẽ tới chậu 35. Chậu 35 là 180.000 nha mọi người. Đó, chậu 35 là 180.000. Đó, mọi người thấy không? Chậu 35 nó sẽ to. Nên mọi người nhìn nè, cái chậu to thì nó sẽ cao. Vì vậy là nhìn cái chậu lúc nào nó cũng cân đối và nó đẹp. Toàn bộ 100% khung inox hết mọi người. Inox không có rỉ mọi người. Đó, mọi người xem. Inox nó có độ dẻo nên là mọi người, đó, nó móp vô nó sẽ cong, nó sẽ trả lại, đàn hồi trở lại nha mọi người. Đó là cái tính dẻo của inox, không rỉ.
Và cái chậu nó nhờ cái tính dẻo đó nó sẽ luôn luôn tròn trịa nha mọi người. Rồi trên chậu 30, từ cái chậu trên chậu 35 từ chậu 40 trở đi thì nó sẽ có 4 vòng đai inox. Mọi người thấy không? À, chậu 40 là mình thấy trong các cái mẫu chậu bên mình là mẫu chậu 40 là đẹp nhất mọi người. À, 4 vòng đai này và cái kích thước chậu mọi người nhìn. À, rất là sang và đẹp. À, chậu 40 thì có giá là 225.000 nha mọi người. À, trên chậu 40 là tới chậu 50 hồi nãy mình đã giới thiệu mọi người rồi. À, chậu 50. Mọi thấy không? Quá đã. Chậu 50 là 340.000, dùng để trồng các cái tác phẩm lớn, những cái tác phẩm cây đơn thân, những tác phẩm lớn mọi người thích trồng thì mọi người trồng cái chậu 50 này. Về cái chất liệu gỗ của chậu bên mình là toàn bộ chậu đều bằng gỗ sao xanh, là một cái loại gỗ chịu nắng và chịu mưa rất là tốt. À, nó bền hơn gỗ nhãn, gỗ các loại gỗ khác rất là nhiều nha mọi người, bởi vì cây sao đặc tính của nó là chịu nước và chịu nắng. Đó, nên là cái độ bền của những cái chậu này rất là tốt. Mọi người có thể dùng tới khoảng 10 năm nha. À, nên là bên mình làm là toàn bộ là khung inox và gỗ là gỗ sao xanh hết nha mọi người. Rồi, à, khi mà lên những cái chậu như này mọi người, một cái len mà lên cái chậu tác phẩm thì lúc nào nó sẽ đẹp hơn. Đặc biệt đối với những cái chậu mà chúng ta đã trồng lâu năm, những cái chậu mà chúng ta trưng bày á, thì mình khuyến khích và mình khuyên mọi người nên dùng chậu gỗ, bởi vì nó đẹp hơn và các cái nền gỗ nó thoáng hơn, nó giúp cho cái bộ rễ lan nó phát triển tốt hơn mọi người ạ. Một vài nét về cái chậu gỗ bên mình thì cái chương trình khuyến mãi của bên mình á, thì thứ nhất là hôm qua là có hứa với khách hàng ở trên live stream, và cái thứ hai á, là mình muốn lan tỏa cái sản phẩm của mình đến cho mọi người. Mọi người nhiều khi mọi người không dùng tới 10 chậu mà mọi người tiết tiền ship á, thì tranh thủ trong vòng 5 ngày này mọi người đặt hàng nha, từ 3 chậu là đã được miễn phí ship rồi. À, thực ra trong các cái chương trình khuyến mãi này gần như mình bán không có lợi nhuận đâu mọi người, trừ tiền ship ra là không có công đâu mọi người. Đấy thì mình cái mong muốn duy nhất của bên kênh của mình thì thông qua các chương trình khuyến mãi này mình có thể lan tỏa cái sản phẩm của mình đến tay mọi người, để mọi người có thể sử dụng và trải nghiệm cái sản phẩm bên mình. Rất là hy vọng được mọi người theo dõi và mọi người ủng hộ dùng thử. Đó, thì từ 3 chậu là được miễn phí ship nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh của mình. Mọi người xem video thì nhớ ủng hộ mình, muốn nút like video và nếu đăng ký kênh nếu như mọi người chưa bấm đăng ký. Cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo ạ.